Sáng nay 21 tháng 1, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Dự chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Tránh thanh tra Bộ Công an, tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Trong thời gian một ngày, các đồng chí đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, tập thể lãnh đạo và cán bộ thanh tra sẽ được nghe quán triệt những điểm mới của Nghị định số 25 ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 41 ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân, điểm mới của thông tư số 128 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân, những nội dung cơ bản của thông tư số 98 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp dân đến khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh trong công an nhân dân. Điểm mới của thông tư số 117 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, hướng dẫn thanh tra các mặt công tác xây dựng lực lượng điều tra, xử lý tội phạm và hậu cần của công an cấp huyện, hướng dẫn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các xử lý một số tình huống thường gặp và kinh nghiệm xử lý trong tiếp nhận xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo. Lớp tập huấn nhằm quán triệt triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác thanh tra năm 2022, phổ biến những nội dung mới của pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân, quy định về tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trong công an nhân dân, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, trao đổi kinh nghiệm trong tiếp nhận xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, quy trình thanh tra chuyên ngành của lực lượng công an nhân dân và hướng dẫn công an các địa phương triển khai có hiệu quả các chuyên đề thanh tra diện rộng theo kế hoạch của Bộ Công an. Sau buổi tập huấn, thanh tra công an nhân dân các cấp nắm vững quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp nhận xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng trong công an nhân dân, tham mưu cho thủ trưởng công an cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.